Kính chào quý vị và các bạn. Bệnh viện Quân y 120 đã đăng ký và triển khai 4.814 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có 197 dịch vụ kỹ thuật bệnh viện hạng 1. Các dịch vụ kỹ thuật cao gồm phẫu thuật u não, phẫu thuật sọ não lấy máu tụ, vá trùng màng cứng, phẫu thuật thoát vị đĩa đệm, bơm xi măng sinh học điều trị lún xẹp đốt sống, điều trị chấn thương chèn ép tủy sống, phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo, phẫu thuật nội soi khớp vai, phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo bằng phương pháp Phaco, phẫu thuật cắt amidan bằng hệ thống dao Z-plasma, phẫu thuật bú giáp khổng lồ, điều trị đột quỵ não đến sớm bằng thuốc tiêu sợi huyết. Trung tâm lọc máu kỹ thuật cao với trang bị 59 máy lọc máu, trong đó có 5 máy HDF online cùng hệ thống RO, khử trùng nhiệt và hệ thống ghế tự động. Đây là trung tâm lọc máu có quy mô hiện đại, theo tiêu chuẩn châu Âu, được trang bị cơ sở vật chất và nhân lực đảm bảo cho lọc thận nhân tạo khoảng 400 bệnh nhân. Bệnh viện có các thiết bị y tế hiện đại phục vụ chẩn đoán hình ảnh như hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, hệ thống CT 32 lát cắt, máy siêu âm 4D, siêu âm đàn hồi gan, hệ thống dao phẫu thuật siêu âm, hệ thống nội soi dạ dày đại tràng gây mê, đo độ loãng xương, đo điện cơ, đo điện não, đo lưu huyết não, máy chụp X-quang kỹ thuật số, hệ thống siam hỗ trợ phẫu thuật nội soi, hệ thống kính vi phẫu thuật thần kinh, sọ não, laser.